Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ chia sẻ cho các bạn một cái căn biệt thự 3 tầng các bạn nhé, mà đơn vị chúng tôi đã thiết kế cho khách hàng là anh Huyện ở Bắc Giang. Và công trình này đơn vị chúng tôi đã bàn giao cho khách hàng để thi công rồi. Và hôm nay thì trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân sẽ chia sẻ cho các bạn cái bộ hồ sơ cái căn biệt thự 3 tầng đẹp lộng lẫy ở Bắc Giang này cho các bạn. Và để không bỏ lỡ bất kỳ một cái thông tin nào về các cái mẫu nhà, nhà vườn, nhà phố, nhà biệt thự thì các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Và cách thức thực hiện như sau thì các bạn cùng tôi sẽ bỏ ra 3 giây để các bạn thao tác để nhận được những video nhé. Thì các bạn lên Google gõ từ khóa Phạm Văn Tuân, thì các bạn lên Google thì các bạn tìm được vào kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Khi các bạn tìm được vào kênh YouTube Phạm Văn Tuân ấy thì các bạn thấy cái nút đăng ký màu đỏ này đấy, các bạn kích chuột cái nút đăng ký này, sau đó các bạn rung chuông ở góc bên này. Thì mỗi một lần đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thì phát trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân thì các bạn sẽ nhận được một thông báo này các bạn nhé. Chúng ta nhớ ấn nút đăng ký và rung chuông đấy, thì tôi sẽ thao tác cho các bạn này. Các bạn kích chuột ấn nút đăng ký này, sau đó các bạn ấn nút rung chuông chọn hết tất cả này đấy, thì các bạn kích chuông này như này là đạt các bạn nhé. Sau đó thì phần thứ hai giới thiệu các bạn cái website của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Ở trong website này thì chúng tôi đã tổng hợp tất cả các mẫu nhà phố, nhà vườn, nhà biệt thự. Thì các bạn lựa chọn website có tên là 1001mẫunhadep.com hay gọi 1001mẫunhadep.com, không có dấu các bạn nhé. Tôi sẽ để cái tên website trên màn hình các bạn quan sát, và các bạn lăn xuống thì các bạn tìm cho mình một cái mẫu căn biệt thự. Thì các bạn hãy lựa chọn cho mình một cái mẫu, sau đó thì các bạn thấy ưng ý thì hãy gọi điện cho chúng tôi theo số line 0386325566. Bây giờ quay trở lại cái không gian công trình của nhà anh Nguyễn ở tỉnh Bắc Giang mà đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green đã thiết kế và bàn giao cho anh. Thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn về cái kiến trúc trước. Video sẽ chia thành 3 phần. Phần số 1 thì chia sẻ bạn về kiến trúc công trình. Phần số 2 là chia sẻ cái công năng diện tích từng phòng với cái bản vẽ cụ thể 2D sẽ có 3D. Và phần thứ 3 thì sẽ giới thiệu thêm cái phần không gian thiết kế nội thất của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Bây giờ mời các bạn đi vào phần đầu tiên, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn cái công năng và ý tưởng thiết kế của cái căn biệt thự 3 tầng này cho gia đình nhà em Nguyễn. Thế thì ở đây thì các bạn quan sát, chúng tôi đã chia cái không gian nhà 3 tầng này thành 3 cấp khác nhau. Cấp thứ nhất là cái tầng 1 phía dưới với cái căn biệt thự thì chúng tôi đã sử dụng ốp đá hết phần đá marble ở tầng phía dưới này. Đó các bạn nhìn, ốp đá marble hết khu vực phía dưới này. Đó, hết khu vực phía dưới này từ phần cột và đến phần tường. Thì cái phần sử dụng đá marble thì các bạn lên Google chúng ta search từ khóa đá marble, thì đây hay cái tên gọi khác đó là đá cẩm thạch. Thì đá cẩm thạch sẽ làm cho cái không gian nhà các căn biệt thự cao cấp thì nó sẽ sang trọng hơn rất là nhiều các bạn nhé. Thế thì cái thông tin đá cẩm thạch là như nào và các cái thông tin ra làm sao thì các bạn lên Google chúng ta search từ khóa thì các bạn sẽ biết được cái thông tin về đá cẩm thạch hay gọi tên gọi là đá marble ấy, đá nhập khẩu từ châu Âu các bạn nhé. Tiếp theo thì phần phía trên thì chúng tôi sử dụng cái tông màu trắng, đó là sơn màu trắng sứ ở không gian tầng số 2 là tầng trắng sứ. Thì tôi sẽ phân tích các bạn, ở tầng 1 thì sử dụng đá marble này và tầng thứ 2 thì cái sơn màu trắng sứ. Các bạn quan sát ở cái tầng trên này, ở tầng 2 và tầng 3 thì sẽ sơn màu trắng sứ. Cái màu trắng sứ này thì rất nhiều các cái căn biệt thự cao cấp thì chúng ta hay sử dụng màu trắng đấy, tòa nhà lâu đài thì các bạn hay sử dụng màu trắng đó. Thì chúng tôi đã đưa màu trắng. Thì phần tiếp theo ở phần không gian phần phía trên trên cùng để tạo điểm nhấn, đó là phần cổ trên cao, thì chúng tôi đã thiết kế tạo cái điểm nhấn đây các bạn này đấy, sơn màu vân gỗ các bạn nhé. Đấy, vân gỗ ở phía trên này. Đấy, tạo cái điểm nhấn không gian ở phía trên cao của công trình. Đấy là những cái ý tưởng thiết kế về cái công năng, và thì các bạn có thể quan sát cái không gian của công trình. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn đến cái bản vẽ 3D tiếp theo. Ở cái bản vẽ 3D này thì các bạn có góc nhìn mặt hồi từ phải sang trái. Thì cái góc nhìn này thì các bạn sẽ nhìn được cái không gian cửa, chúng ta sẽ đi vào không gian bếp. Đây là cái khu vực ô tô màu đen này, thì các bạn mua thức ăn thì các bạn đi vào
5 bậc lên đây thì các bạn vào khu vực cửa này. Đấy, đây khu vực cửa thì chúng ta sẽ vào cái không gian bếp của gia đình. Đấy, thì các bạn sẽ cái vụ phòng khách sẽ tách riêng và cái phòng bếp tách riêng, các bạn đi ở đây thì không gian bếp nấu. Tiếp theo thì ở cái góc nhìn này thì các bạn sẽ nhìn được cái phía ban công này, tất cả thì chúng tôi đã sử dụng bằng đá marble này, và cửa các cái cửa phụ thì là bằng nhôm sifa loại đẹp các bạn nhé. Tiếp theo cái không gian viền này thì chúng tôi đã tạo cái điểm nhấn ốp đá màu nâu đậm. Đây các bạn nhìn đã các cái điểm nhấn ở cái không gian giữa tầng 2 và tầng 3 để các bạn tạo cái điểm nhấn không gian. Tiếp theo mời các bạn sẽ khám phá tiếp cái không gian mặt tiền chính điện của công trình. Với góc nhìn chính điện này thì mặt tiền của công trình là 12m, chiều sâu nhà là 14m các bạn nhé. Đấy, cái phần diện tích xây dựng thì đất, khi chúng tôi đến khảo sát đất nhà em thì không gian đất rất là rộng. Em ở đất nhà em rất là rộng rồi, nhờ các anh trong công ty thiết kế nhà đẹp Green lên sẽ khảo sát và lên phương án thiết kế cho em cái căn nhà làm sao nó đẹp nhất, thì chúng tôi cũng đã lên cái phương án và phù hợp với không gian đất vì đất nhà em rất là rộng các bạn nhé. Vì quỹ đất thì thoải mái luôn các bạn. Đây là cái không gian mặt tiền phía trước của công trình. Thì vừa rồi chúng tôi đã chia sẻ với các bạn ở tầng 1 thì chúng ta sẽ bước 5 bậc lên và xung quanh sẽ sử dụng đá marble, và phía ngoài này thì sẽ sử dụng đó là cửa nhôm sifa loại đẹp, còn bên trong thì cũng cửa nhôm và kính nhìn xuyên suốt ra được cái không gian phía ngoài các bạn nhé. Ở phía tầng trên cùng là các bạn quan sát ở khu vực tầng 2 thì chúng tôi làm các bạn nhìn đây là kính trong suốt. Thì với cái thế hệ trẻ thì làm cái không gian nhà làm sao cái công năng tối ưu nhất và cái không gian nhà làm sao nó mang tính chất hiện đại và vẫn là đẹp, thì sử dụng cái lan can kính và vách kính, các vách kính trắng trong suốt thì các bạn nhìn ngôi nhà nó đẹp hơn. Và ở trên tầng 3 thì chúng tôi sử dụng cái hệ lam ở khu vực phòng thờ nhìn ra các bạn nhé. Với cái công trình này thì các bạn nhìn mái ngói là hệ ngói màu xanh. Đấy, và nó thấp hơn một chút, tương đương gần như kiểu mái Nhật đấy các bạn nhé. Rồi tiếp theo cái góc nhìn này là góc nhìn từ bên trái sang bên phải, và cái không gian của khu vực lấy sáng các cái phía tầng phía trên và các cái ô cửa khu vực cầu thang để các bạn quan sát. Đây là cái góc mà các bạn nhìn cái ban công cửa chúng ta thể nhìn ra đấy. Thì ở đây các cái khu vực thì các bạn nhìn, và cái ô này là ô trên cùng là khu phơi giặt rũ, phơi đồ các bạn, phơi hẳn một cái không gian riêng ở phía trên cùng này nhé. Rồi các bạn sẽ tiếp tục đến với góc nhìn tiếp theo. Ok, góc nhìn này thì các bạn nhìn nó rõ hơn và tường minh hơn. Đây là cái góc nhìn tổng thể không gian đất của gia đình. Thì các bạn nhìn không gian đất rất là rộng, một cái giải dài hết phía bên này của nhà gia đình vẫn còn nhé. Thì xây không gian nhà thì chiếm như này thôi. Đấy các bạn nhìn tổng thể từ trên cao, các bạn nhìn xuống tổng thể công trình. Đấy, thì các bạn nhìn ngôi nhà biệt thự 3 tầng được hiện diện lộng lẫy nguy nga ở khu vực đất Bắc Giang, vì xung quanh rất là nhiều đồi núi và cây xanh các bạn nhé. Thì với cái kiến trúc công trình này thì các bạn sẽ ngắm từ trên cao chúng ta nhìn xuống, và đây cái phần để chúng ta đi vào không gian bếp, đây là chúng ta đi vào khu vực cửa của không gian nhà, và các cái hệ mái, cái hệ rèm chạy từ tầng 1 đấy phần này, và cái phần tầng 2 đây các phần mái, và ở trên này thì cái tầng 3 đây thì các bạn nhìn cái mái nó rất là đơn giản gọn nhẹ. Và chúng tôi sẽ cung cấp hết cái dịch vụ và thi công phần mái này và thi công nội thất cho gia đình em Nguyễn. Đây là cái khuôn viên bao cảnh xung quanh nhà, từ khuôn viên cổng cũng đồng bộ cùng với ngôi nhà luôn. Tiếp theo thì các bạn sẽ đến với cái phần không gian nội thất bố trí bên trong. Đây là cái phần nội thất đặt đồ thôi, còn cái thiết kế nội thất riêng thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều các bạn nhé. Đây chúng tôi sẽ đặt đồ để cho gia đình tưởng tượng vào không gian. Thì mặt tiền là 12m thì chúng ta sẽ bước 5 bậc vào khu vực sảnh hiên. Và đây là các bạn sẽ vào bên trong thì chúng ta sẽ đến khu vực phòng khách, khu vực xem tivi, và lối này chúng ta đến cầu thang. Ở đây thì các bạn có một phòng ngủ master rất là rộng rãi, và đây trong là có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng. Và khu vực cầu thang này thì cái ô kết nối với không gian bếp thì có cái không gian bài trí tủ rượu ở chỗ này. Đấy, các vách rượu đây. Tiếp tục chúng ta đi vào đây là khu vực phòng anh, phòng ăn các bạn nhé. Phòng ăn khi nấu nướng xong thì các bạn đặt đồ ra đây, chúng ta di chuyển. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phòng vệ sinh chung nữa. Đấy, dưới tầng 1. Tiếp theo thì các bạn sẽ lên trên tầng 2. Khi các bạn lên trên tầng 2 ấy, thì tôi sẽ phân tích luôn cho các bạn. Ở khu vực tầng 2 này thì các bạn sẽ bước cầu thang từ đây lên đây.
ở khu vực cầu thang này chúng ta đi thẳng hai bên, đi thẳng trực diện vào thì phòng ngủ lớn của gia đình em Nguyễn, đây phòng ngủ của vợ chồng. Thì phòng này rất là rộng, sẽ chia thành ba khu vực chính. Khu vực thứ nhất là khu vực ngủ, đây là khu vực giường ngủ này, đó, và có cái ban công rất là rộng. Khu vực thứ hai là khu vực phòng, vẫn ở cái căn phòng rộng này chúng ta chia ra, đây là khu vực bàn làm việc của riêng em. Đấy, sau đó chúng ta đây là khu vực tủ quần áo và thay đồ, và đây là khu vực phòng vệ sinh, phòng tắm vệ sinh. Tiếp tục chúng ta đi vào phòng ngủ này thì các bạn, phòng ngủ này thì chúng ta không có phòng vệ sinh vì có vị phòng vệ sinh phía ngoài, dành cho hai cái phòng ngủ này, mỗi phòng có đều có phòng vệ sinh phía ngoài các bạn nhé. Đấy, ở trên tầng 2 thì các bạn có tất cả là 4 phòng ngủ ở trên tầng 2, ở dưới tầng 1 một phòng ngủ nữa là 5. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ lên trên tầng 3. Ở trên tầng 3 sẽ được bố trí như sau. Khi chúng ta bước cầu thang lên trên khu vực tầng 3 này thì các bạn sẽ đi vào đây là phòng tập gym. Phòng trên cùng là phòng tập gym và đây có các ban công rất là rộng. Chúng ta sẽ bước vào đây là khu vực phòng thờ của gia đình. Đó, phòng thờ đây. Và khu vực này là khu vực phơi. Khu vực này là khu vực đặt máy giặt. Đấy, ở bên trong. Thì các bạn trên tầng 3 rất là rộng rãi, có một phòng tập gym và một cái ban công rất là rộng để chúng ta uống cà phê, ngắm toàn cảnh không gian phía trên, và có khu vực phơi đồ quần áo ở phía ngoài các bạn nhé. Rồi bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ khám phá cái phần tiếp theo trước khi sang phần thứ hai của video chia sẻ cho các bạn về cái hồ sơ bản vẽ diện tích từng phòng. Thì chúng ta sẽ ngắm lại một lần nữa cái phần 3D của công trình nhà em Nguyễn mà do đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thiết kế cho em. Đấy, các bạn nhìn lại một lần nữa cái không gian công trình biệt thự 3 tầng đẹp này ở Bắc Giang các bạn nhé. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ sang cái phần tiếp theo của video. Ở phần này thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bộ hồ sơ. Bộ hồ sơ của công trình nó rất là nhiều. Chúng tôi chia sẻ cho các bạn một phần đấy nhé. Rồi chúng ta sẽ đến cái mặt bằng này trước. Đây là cái không gian mặt bằng tầng 1. Đây các bạn nhìn. Không gian mặt bằng tầng 1 thì phần từ vị trí này sang đây là 12m, nhưng mà tổng đất thì gần như 14m, nếu nhân với 14m được vuông các bạn nhé. Thì chúng ta bước 5 bậc vào đây thì các bạn sẽ vào khu vực phòng khách. Phòng khách có diện tích là phòng khách có diện tích 37m2. Phòng ngủ số 1 là 20m2, cho đó khu vực phòng vệ sinh là 4m2. Phòng bếp là 37m2 các bạn, phòng vệ sinh chung ở dưới tầng 1 là 6m2. Và mỗi một bản vẽ 2D sẽ có một bản vẽ 3D để các bạn hình dung. Tiếp tục chúng ta lên trên khu vực tiếp theo, lên trên tầng 2 thì diện tích từng phòng đây. Thì các bạn quan sát ở trên tầng 2 thì chúng ta sẽ có cái phòng ngủ số 2 là 18m2, phòng vệ sinh 4m2, phòng ngủ số 3 là phòng ngủ 29m2, phòng vệ sinh 5m2 các bạn nhé. Phòng ngủ số 4 là 23m2, phòng ngủ số 5 là 16m2, khu vực vệ sinh là 3m2. Khu vực vệ sinh cho phòng ngủ số 3, số 4 và phòng ngủ số 5. Tiếp theo thì các bạn quan sát mỗi bản vẽ 2D thì sẽ có một bản vẽ 3D. Thì các bạn nhìn trên màn hình, chúng ta nhìn rất là rõ ràng và tường minh. Tôi sẽ làm chuột để cho các bạn xem các cái công trình nhà ở trên tầng 3 thì các cái diện tích phòng như sau. Ở trên tầng 3 thì các bạn quan sát khu vực ban công là 30m2, phòng tập gym 25m2, phòng thờ 29m2, khu vực sân phơi 16m2 các bạn nhé. Rồi tiếp tục thì các bạn cứ 2D chúng ta sẽ có một bản vẽ 3D. Tôi sẽ lăn nhanh cho các bạn nhìn cái hồ sơ bản vẽ của công trình. Rất là tường minh như thế này thì chúng ta, khi các bạn đặt những đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp thì các bạn sẽ nhận được những bộ hồ sơ đầy đủ nhất cho các bạn. Đây các bạn nhìn từ cái phần hệ kèo, vì kèo mái ngói như làm như nào và trang trí làm sao, các vị trí đặt test nước, bình nóng lạnh, sơn hà như nào thì chúng tôi tính toán hết. Cứ một bản vẽ 2D sẽ có bản vẽ 3D để làm sao các bạn có góc nhìn chân thực nhất, hình dung ngôi nhà của bạn rõ ràng nhất, một cách nó tường minh nhất. Các bạn nhìn đó, rất là rõ ràng và tường minh. Thì các bạn quan sát bộ hồ sơ như này thì các bạn tìm đến những đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp thì các bạn mới nhận được những cái bộ hồ sơ đầy đủ như này. Thì giờ rất nhiều các bạn đơn vị thì chúng ta chỉ sử dụng bản vẽ 2D thôi, chỉ ít có vừa một có những cái đơn vị 2D và có 3D như này. Rồi các bạn quan sát nhé, thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một phần, và đây là cái khu vực cầu thang đây. Thì các bạn vẽ 2D tính bậc chẵn bậc lẻ thì chúng tôi tính toán chiều cao bậc. Các bạn quan sát cái chiều cao bậc này, chúng tôi tính toán cái chiều cao bậc này chỉ có 156
156 theo tiêu chuẩn của ngành xây dựng thì từ 150 đến 170 đây cái bước bậc để nó bước sang nó thoải mái nhất các bạn nhé, nó thoải mái nhất. Thì đơn vị tôi tính toán nó rất là hợp lý để chúng ta làm sao không đi lại nhiều, không bị bệnh xương khớp. Nếu các bạn tính cái chiều cao bậc nó quá cái tiêu chuẩn hoặc nó thấp quá thì nó sẽ dẫn tới là chúng ta đi lại nhiều sẽ bị khớp đầu gối, nếu chúng ta đi liên tục trong vòng 10-15 năm. Thì cái phần bậc của thang chúng tôi phải tính toán theo các tiêu chuẩn để cho các bạn có cái góc nhìn tốt nhất về đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Theo hồ sơ bản vẽ thì có rất là nhiều, mình sẽ chia sẻ với các bạn một phần thôi, nếu mà chia sẻ hết thì sẽ thời gian rất là nhiều. Bây giờ các bạn sẽ sang phần tiếp theo, thì chúng tôi đã bàn giao cái bộ hồ sơ cái công trình này rồi cho gia đình em Nguyễn ở Bắc Giang, thì chúng ta có thể quan sát một số các cái hình ảnh đơn vị chúng tôi bàn giao. Ở đây các bạn nhìn một số cái hình ảnh của đơn vị chúng tôi bàn giao cho gia đình em Nguyễn. Đó các bạn, đây bộ hồ sơ mà chúng tôi vừa chia sẻ cho các bạn đấy. Đó. Rồi các bạn xem trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân thì chúng tôi cũng đã bàn giao và phát video trực tiếp này rồi. Thì các bạn có thể vào kênh YouTube thì chúng ta sẽ xem chúng tôi đã bàn giao hôm nào để các bạn nhìn kỹ, tôi sẽ chia sẻ lại cho các bạn. Đây, video phát trực tiếp bàn giao hồ sơ bản vẽ đây cách đây một tuần rồi các bạn nhé. Đấy, tôi ghi là bàn giao bản vẽ biệt thự 3 tầng tại Bắc Giang đây này, không có nhà này đó, thì các bạn có thể kích vào đây chúng ta có thể xem trực tiếp để video phát trực tiếp nhé. Đây, không gian xưởng nhà rất là rộng. Đấy, đây cái hồ sơ mà đơn vị chúng tôi đã bàn giao hồ sơ bản vẽ hôm mùng 8 tháng 3 này, phát trực tiếp hôm mùng 8 tháng 3 các bạn này. Đây, đã phát trực tiếp này. Đấy. Thì các bạn có thể xem lại video này thì chúng tôi cũng chia sẻ cho các bạn rất là cụ thể và tỉ mỉ. Thì các bạn xem được một phần công việc của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thì các bạn hiểu được chúng tôi trong quá trình tư vấn thiết kế, thì các bạn hiểu được một phần cái quá trình làm việc của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green các bạn nhé. Thì bạn nào chưa đăng ký chúng ta ấn nút đăng ký và rung chuông rồi nhé. Đấy thì hồ sơ bản vẽ chúng tôi bàn giao cho công trình gia đình nhà em xong rồi, thì các bạn quay lại kênh YouTube Phạm Văn Tuân thì chúng tôi cũng chia sẻ thêm cho các bạn, ngoài việc chúng ta tư vấn thiết kế nhà xong thì các bạn sẽ sử dụng cái dịch vụ thứ hai của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green là chúng tôi sẽ tư vấn thiết kế cái không gian nội thất của gia đình. Thì với cái không gian ở đây thì các bạn quan sát thì chúng tôi có cái xưởng thi công nội thất, ví dụ cái không gian phòng thờ gia đình nhà các bạn thì chúng ta nhìn cái không gian phòng thờ muốn trở nên nó đẹp hơn thì các bạn nhìn đây. Đấy, cái vị trí cách cắt cái vách xin xi không gian phòng thờ chúng ta đẹp hơn. Đây là cái vị trí xưởng, đây là cái không gian thiết kế và đây là cái sản phẩm thực tế để chúng tôi chia sẻ cho các bạn ở cái video này. Thì các bạn nhìn chúng ta sẽ tham quan xưởng 350m² của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green, thì các bạn sẽ nhìn các cái đầu cắt CNC của chúng tôi và chúng tôi sẽ đưa ra nhập khẩu dây chuyền máy móc thiết bị, đây là đưa vào cái máy cắt CNC, vẽ hình nào cắt ra làm sao thì chúng tôi đưa vào hết để cho các bạn nhập hình vào đây làm, thì nó rất là đơn giản, từ chi tiết phức tạp đến mấy thì cái chạy các cái phần không gian bố trí phòng khách thì các bạn sử dụng cái gỗ làm đẹp không gian gỗ và khu vực cầu thang đấy các bạn nhé. Thì ngoài xưởng nội thất thiết kế nội thất gỗ thì chúng tôi có gỗ công nghiệp, xưởng thiết kế gỗ công nghiệp thì nó rộng hơn và cái diện tích là 500m², và ở cái không gian xưởng này thì các bạn có thể quan sát những không gian, đây cũng gọi là thiết kế nội thất này, ví dụ không gian đồ của cái phòng ngủ cho bé thì các bạn nhìn nó màu hồng, nó những gam màu nó ấm áp hơn, còn phòng ngủ cho người lớn thì cái gam màu ở đây các bạn sẽ xem một cái phòng, đây phòng ngủ cho người lớn khi các bạn thiết chúng tôi thiết kế thì những cái phòng như này thì các bạn nhìn nó cái gam màu nó mang tính chất trẻ trung hiện đại, màu trắng này và cái phần sàn là gỗ màu óc chó này. Đấy, sau đó các cái vị trí để tivi kệ rồi bàn trang điểm các thứ chúng ta sử dụng gỗ công nghiệp thì nó sẽ có nhiều ưu điểm hơn. Thì các bạn chú ý đây là phòng ngủ nhé. Tương tự chúng ta đến cái không gian phòng bếp thì đây chúng tôi cũng thiết kế ở phần phía dưới là gỗ công nghiệp, trên là sơn màu vân gỗ này, trên thì chúng ta cũng là gỗ công nghiệp An Cường nhưng mà sơn màu trắng để cho nó sạch sẽ không gian nhà. Thì bếp bao giờ cũng chia thành 3 phần, phần bên dưới là để đồ này, phần trên là cái khoảng không do thao tác thi công nấu nướng này, phần trên cùng nữa là để đồ bát đĩa sạch sẽ các cái mắm muối chúng ta để trên này.
là không gian bếp. Thì để thi công được cái không gian bếp như vậy thì chúng tôi phải sử dụng các cái không gian và các máy móc thiết bị. Đây các bạn nhìn không gian bếp bằng cái gỗ gỗ công nghiệp đấy. Đây chúng bạn nhìn lại cái tấm gỗ công nghiệp này. Đây cái gỗ công nghiệp này thì rất nhiều ưu điểm, chúng ta để phía dưới này để vân gỗ này, nó gần gũi với thiên nhiên. Đây là cái máy dán viền ở xung quanh cái tấm gỗ này, thì chúng ta sử dụng cái gỗ an cường, nó rất là đẹp và chất lượng uy tín trên thị trường. Thì phần thứ hai là gỗ Minh Long và một vài cái sản phẩm gỗ của các đơn vị khác. Đây thì chúng tôi đây là cái phần dán viền gỗ này. Đó. Tiếp theo thì các bạn có thể xem cái máy cắt. Thì ở đây là chúng tôi đang chia sẻ với các bạn máy cắt gỗ này. Đây, không gian máy pha cắt gỗ. Sau khi pha cắt xong thì chúng tôi đóng đấy, thi công đóng và đến cái phần xưởng sơn nữa là hoàn thiện và lắp đặt cho gia đình. Thì các bạn có thể xem sắp tới thì có rất nhiều các video để chia sẻ không gian nội thất và các cái cảm nhận của khách hàng đã sử dụng dịch vụ của công ty thiết kế nhà đẹp Green về nội thất các bạn nhé. Phần tiếp theo mình muốn chia sẻ thêm cho các bạn là một số các bạn cũng đang cần những đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp. Thì mình cũng chia sẻ có 3 yếu tố để các bạn lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp. Yếu tố thứ nhất là về đội ngũ, yếu tố số 2 là về các mẫu mã công năng sử dụng công trình. Thì các bạn còn yếu tố số 3 là các bạn có thể tham khảo các ý kiến của các quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của đơn vị đó. Thì công ty thiết kế nhà đẹp Green chúng tôi cũng tự hào trong đơn vị có rất nhiều những chia sẻ thực chiến cho các bạn để các bạn có góc nhìn chân thực nhất về đơn vị chúng tôi, để các bạn có thể thấy đội ngũ anh em kiến trúc sư đây. Đấy, các cái mẫu mã nhà đa dạng phong phú, từ nhà phố các căn nhà biệt thự đấy thì rất là đa dạng và mỹ nhảy thực tế. Và tiếp theo thì cái yếu tố thứ tư mình muốn bí mật cho các bạn, thì các bạn hãy lựa chọn những đơn vị như thế này thì các bạn sẽ thấy cực kỳ tốt này. Chúng tôi sẽ chia sẻ các bạn thực chiến, nghĩa là phát trực tiếp cho các bạn. Thì những đơn vị mà công khai minh bạch phát trực tiếp như thế thì các bạn hãy đặt ngay. Chúng tôi chia sẻ vì sao chúng tôi phải chia sẻ như vậy, để các bạn hiểu được các hoạt động của chúng tôi, cho các bạn có góc nhìn một chân thực nhất và để các bạn hiểu được cái quá trình tư vấn thiết kế và thi công nhà như thế nào. Thì qua video này cũng chân thành cảm ơn gia đình em Nguyễn đã ủng hộ công ty thiết kế nhà đẹp Green. Chúc em và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Và cảm ơn tất cả các quý khán giả đã ủng hộ kênh YouTube Phạm Văn Tuân và các quý khách hàng yêu quý đã ủng hộ sử dụng dịch vụ của tư vấn thiết kế thi công nội thất, thi công nhà trọn gói của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Để chúc các quý khán giả luôn luôn mạnh khỏe và các quý vị ủng hộ công ty thiết kế nhà đẹp Green luôn luôn thành công hơn nữa. Các bạn là người đầu tiên xem video này thì ấn nút đỏ đăng ký và rung chuông nhé. Để các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rồi hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.